Quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi trong chuyên mục Điểm báo. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian nhọc nhằn chiến đấu với Covid-19 vừa qua, tấm gương cao đẹp của những người thầy thuốc không quản vất vả, luôn sẵn sàng hy sinh vì người bệnh đã được cộng đồng ghi nhận. Tuy nhiên, bên cạnh sự ca ngợi tôn vinh các nhân viên y tế rất cần sự quan tâm chăm lo hơn nữa về mặt đời sống để họ được vững vàng cống hiến bớt đi những thiệt thòi. Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2022 trên báo tin tức thông tư xã Việt Nam có bài viết với nhan đề Đãi ngộ xứng đáng với đội ngũ cán bộ y tế. Bài báo viết kể từ khi dịch Covid-19 xảy ra đến nay, ở tất cả các tuyến khối lượng công việc của nhân viên y tế tăng lên gấp nhiều lần, nhất là đội ngũ nhân viên y tế tham gia chống dịch phải đi sớm về khuya, làm việc hết công suất như điều trị bệnh nhân Covid-19, lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng, theo dõi và điều trị F0 tại nhà, tiêm vaccine hướng dẫn cách ly y tế. Thậm chí rất nhiều nhân viên y tế tới 5-6 tháng không được về nhà dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng họ vẫn đầy nhiệt huyết sẵn sàng xả thân vì cộng đồng bên cạnh việc đảm bảo điều kiện làm việc nâng cao chế độ đãi ngộ với nhân viên y tế về giải pháp căn cơ lâu dài thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên cho rằng chúng ta cần có chính sách phân bổ nguồn lực hợp lý giữa y tế dự phòng y tế cơ sở và y tế điều trị để thực hiện trách nhiệm xã hội và chế độ luân phiên thời gian giữa viên chức ngành y tế công tác ở từng tuyến và từng cơ sở điều trị đồng thời từng bước bảo đảm nhân lực y tế để thực hiện các hoạt động về phòng chống dịch cung cấp dịch vụ cho người dân trên địa bàn đảm bảo đội ngũ nhân lực là các y bác sĩ và nhân viên y tế có chuyên ngành về hồi sức cấp cứu. Bộ y tế cũng sẽ chỉ đạo đổi mới chương trình đào tạo y khoa để phù hợp với chuẩn chung của thế giới, đồng thời phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội phòng chống dịch của Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiều lần nhấn mạnh cần xác định khó khăn thách thức sẽ nhiều hơn cơ hội và thuận lợi, nhưng càng trong khó khăn thách thức càng phải giữ vững bản lĩnh và sự đoàn kết thống nhất. Thực tế đang một lần nữa chứng minh cả hai vế của mệnh đề này. Những ngày qua, tình hình trong nước và thế giới tiếp tục có những diễn biến mới, tác động tới việc thực hiện đa mục tiêu vừa kiểm soát dịch bệnh vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, vừa giữ vững độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm ổn định chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội, vừa chăm lo an sinh xã hội, đời sống nhân dân, vừa đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Một điều rất quan trọng khác là người dân doanh nghiệp, các nhà đầu tư không hoang mang, lo sợ trước dịch bệnh, niềm tin xã hội và các giải pháp của Đảng nhà nước, chính phủ được củng cố, kinh tế xã hội tiếp tục khởi sắc trên các lĩnh vực, Chúng ta về cơ bản vẫn tiếp tục mở cửa trở lại các hoạt động như du lịch, hàng không, trường học một cách an toàn khoa học, hiệu quả, phù hợp với tình hình từng nơi, không hoang mang lo sợ, cũng không chủ quan lơ là mất cảnh giác trước dịch bệnh, cũng như mọi diễn biến của tình hình, tuy nhiên không chủ quan thỏa mãn kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được của chính phủ qua nhiều nhiệm kỳ, nhiều năm, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao tinh thần tự lực tự cường, chủ động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao, chúng ta nhất định sẽ biến thách thức thành cơ hội khắc phục hạn chế yếu kém của năm 2021, nhất là các tồn tại hạn chế kéo dài, thực hiện thành công toàn diện mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, tạo nền tảng vững chắc để phát triển bền vững. Chỉ có sự chung sức đồng lòng tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng Nhà nước, thực hiện nghiêm các hướng dẫn khuyến cáo của ngành y tế, thì chúng ta mới ngăn chặn và sớm đẩy lùi được dịch bệnh. Những ngày qua, tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng cao kỷ lục. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân, nhất là các trường hợp F0, F1 phải thực hiện cách ly, điều trị tại nhà hoặc tại các cơ sở y tế tùy theo mức độ nhiễm bệnh. Để giúp người dân chủ động ứng phó dịch bệnh ngày 31 tháng 1 năm 2022, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn quản lý người mắc COVID-19 tại nhà. Cùng với đó là các quy định mới về cách xác định F0, F1, các biện pháp cần làm khi một người trở thành F0. Chỉ dẫn điều trị F0 tại nhà, danh mục thuốc dùng cho F0 khi điều trị tại nhà. Các nội dung trên đều được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người có thể tìm đọc và thực hiện để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình. Hiện nay, các nhân viên y tế từ trung ương đến cơ sở cùng chính quyền và lực lượng chức năng tại các địa phương vẫn đang rất nỗ lực áp dụng nhiều biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân nhằm giảm tỷ lệ các ca bệnh nặng và tử vong ở mức thấp nhất. Điều đó có thể thành công hay không phụ thuộc rất lớn vào mỗi cá nhân và cộng đồng. Chỉ có sự chung sức đồng lòng tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước thực hiện nghiêm các hướng dẫn khuyến cáo của ngành y tế thì chúng ta mới ngăn chặn và sớm đẩy lùi được dịch bệnh. Triển khai nghị quyết số 11 của chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ lãi suất 2% năm, tối đa 40.000 tỷ đồng thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại. Gói hỗ trợ này đang được các đối tượng nằm trong chương trình mong mỏi sớm được triển khai để khôi phục lại các hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đàm Minh Tú, trong năm nay ngành ngân hàng sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thiên tai dịch bệnh. Chủ động xây dựng các quy định triển khai nghị quyết của Quốc hội, nghị định của chính phủ để hướng dẫn triển khai ngay gói hỗ trợ lãi suất 40.000 tỷ đồng. Trong quý 1 này sẽ ban hành và triển khai hỗ trợ lãi suất 2% cho các đối tượng theo quy định. Hiện nay ngân hàng nhà nước đang triển khai việc xây dựng và sớm hoàn thiện hành lang pháp lý triển khai gói hỗ trợ 40.000 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất 20% cho các đối tượng được quốc hội và chính phủ quy định. Ngay trong quý 1 này, hiện nay cũng đã dự thảo về nội dung cơ bản hướng dẫn việc hỗ trợ lãi suất 2% ngân sách nhà nước. Theo đó nghị định này sẽ hoàn thành trong quý 1 và sẽ được ban hành triển khai. Đúng như dự báo ngày 21 tháng 2, giá xăng dầu trong nước tiếp tục lập đỉnh mới, kéo theo những cơn bão giá có khả năng sẽ hình thành ngay trong ngắn hạn. Điều này đang bảo mòn sức chống chịu của cộng đồng doanh nghiệp sau thời gian dài chống chịu với dịch COVID-19 và khiến nguy cơ lạm phát ngày càng rõ nét. Từ thực tế đứt gãy nguồn cung nguyên vật liệu thời gian qua do đại dịch và sự tác động tiêu cực từ những bất ổn lớn về chính trị trên thế giới cho thấy, quy định về vấn đề lượng dự trữ nguồn cung xăng dầu cần được nghiên cứu quy mô lớn hơn Nguồn dự trữ này phải đáp ứng được nhu cầu của nền kinh tế trong thời gian dài hơn để bảo đảm an ninh lương thực bền vững. Bên cạnh đó, để các mặt hàng khác không bị kéo vào vòng xoáy, tăng giá, các bộ ngành địa phương cần điều hành linh hoạt, đồng bộ công cụ chính sách tiền tệ. Ngoài việc tăng cường thanh tra kiểm tra các trường hợp tăng giá bất hợp pháp, thì cần thông tin minh bạch kịp thời về tình hình giá cả trong nước, thế giới cũng như dự báo nguy cơ lạm phát trong ngắn hạn, dài hạn để ổn định tâm lý, không gây hoang mang dao động trong cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Giá xăng dầu được dự báo tiếp tục bất lợi, dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, đồng nghĩa với việc gia tăng áp lực về lạm phát. Do đó, chỉ khi các bộ ngành địa phương và cộng đồng doanh nghiệp thực hiện các giải pháp một cách đồng bộ, trách nhiệm hiệu quả, nền kinh tế mới phát triển ổn định và giữ được mức tăng lạm phát dưới 4% như mục tiêu quốc hội đề ra. Mặc dù các địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp như dồn dịch, trường lớp, bố trí sắp xếp, điều chuyển giáo viên, nhưng tình trạng thiếu giáo viên vẫn không thể khắc phục, nhất là khi các địa phương vừa phải giải quyết bài toán thiếu giáo viên lại vừa phải thực hiện tinh giảm biên chế. Trong bối cảnh số học sinh huy động ra lớp ngày càng tăng, yêu cầu về đảm bảo chất lượng giáo dục ngày càng cao, trong khi biên chế giáo viên không tăng đã gây áp lực không nhỏ đối với ngành giáo dục. Bộ Giáo dục và Tạo đã thống nhất với Bộ Nội vụ báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung số biên chế theo lộ trình đến năm 2025, trước mắt năm học 2021-2022, trình bổ sung 27.850 biên chế giáo viên mầm non phổ thông. Về định mức giáo viên trong cơ sở giáo dục mầm non phổ thông, Bộ Giáo dục Đào tạo đang phối hợp với Bộ Nội vụ để sửa đổi các thông tư liên tịch số 06 và thông tư số 16 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, việc xây dựng ban hành định mức giáo viên học sinh theo vùng miền trong dự thảo thông tư không phải mục đích là tăng hay giảm biên chế, tăng giảm số lượng giáo viên mà là nhằm bảo đảm giáo viên để thực hiện chương trình giáo dục mầm non giáo dục phổ thông trong đó tính đến yếu tố vùng miền cho phù hợp thực tiễn xu hướng chung hiện nay là tỷ lệ học sinh giáo viên và sĩ số học sinh trên lớp được giảm dần đây là cơ sở để nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh trở thành trung tâm của quá trình dạy học Thời gian gần đây, một số đối tượng tham gia giao thông có hành vi sử dụng vũ lực côn đồ hung hãn sau khi va chạm, tai nạn giao thông, thậm chí gây án mạng đã có xu hướng gia tăng gây bức xúc trong dư luận xã hội. Từ những ứng xử thiếu văn hóa giao thông như trên đã dẫn đến những hậu quả đáng tiếc và hệ lụy lâu dài cho gia đình và xã hội. Trước thực trạng trên để góp phần xây dựng văn hóa tham gia giao thông văn minh của xã hội, các cơ quan chức năng cần xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm luật an toàn giao thông, đặc biệt là các trường hợp vi phạm va chạm giao thông và hành hung người khác để văn hóa giao thông ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người khi tham giao thông các cơ quan chức năng chính quyền địa phương cần thường xuyên tuyên truyền phổ biến luật giao thông đường bộ và các quy định về an toàn giao thông đến người dân các tổ dân phố thôn xóm đưa vào giảng dạy trong trường học còn đối với người dân khi xảy ra tai nạn va chạm cần phải giữ bình tĩnh ứng xử có văn hóa không có những lời nói hoặc hành động nhằm gây mâu thuẫn với người điều khiển phương tiện đã xảy ra va chạm tránh đẩy mâu thuẫn lên cao có thể gây ra ẩu đả thiệt hại về người và tài sản đồng thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất đến giải quyết vụ việc mỗi người đều thể hiện sự nhường nhịn ứng xử văn minh lịch sự sẽ góp phần xây dựng văn hóa giao thông để những chuyện đáng tiếc không xảy ra, không gây hậu quả nặng nề. Thông tin vừa rồi đã kết thúc một điểm báo của Đài Phát thanh truyền hình Yên Bái. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.